Lần đầu tiên bạn nói với cô bé rằng cô bé là người mạnh mẽ. Lần đầu tiên cô bé tin điều đó. Lần đầu tiên bạn nói, không, cậu ấy làm điều đó không phải vì cậu ấy thích bạn. Lần đầu tiên cô bé kể cho một người bạn. Lần đầu tiên bạn nói, bị đối xử thiếu tôn trọng không bao giờ là lỗi của bạn. Lần đầu tiên cô ấy lên tiếng. Lần đầu tiên họ gặp nhau, mỗi cuộc trò chuyện nhỏ của bạn đều giúp định hình họ. Trò chuyện về sự tôn trọng, sự bạo hành đối với phụ nữ, hãy chặn ngay từ đầu. Được Chính phủ Úc tại camera ủy quyền. Lily và Kim Hoài, rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo thế giới của Vietfair TV trong buổi tối ngày hôm nay thứ Tư, 11 tây tháng 10 năm 2023. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin hàng đầu được các báo đài liên tục đưa tin vẫn là về chiến sự không ngừng leo thang giữa quân đội Israel với lực lượng Hamas của người Palestine ở dải Gaza nằm ven biển Địa Trung Hải. Theo thông tin mới nhất thì Israel vào ngày hôm qua 10 tháng 10 tuyên bố là đã giành lại được quyền kiểm soát ở cửa khẩu biên giới với dải Gaza và có thể sẽ thực hiện một cuộc tấn công đổ bộ vào dải đất có hơn 2 triệu 200 ngàn người sinh sống do Hamas kiểm soát này, hòng làm suy yếu cái đầu não của lực lượng này để tránh nguy cơ xảy ra những cái cuộc tấn công bất ngờ tương tự trong tương lai. 4 ngày sau khi nhóm Hồi giáo Hamas gây sốc cho Israel bằng việc là phóng 4.500 quả đạn pháo khổng lồ vào Israel và bất ngờ phá vỡ hàng rào biên giới, tràn quân sang bắn phá, giết chóc, bắt cóc và gây thương vong cho người Israel, thì chưa rõ quân đội Israel có thực hiện các cái cuộc tấn công đổ bộ vào dải Gaza hay không. Nhưng mà chính phủ Israel hiện nay là đang huy động thêm là 60.000 quân dự bị, bổ sung vào con số 300.000 người đã được tổng động viên trong mấy ngày xảy ra xung đột vừa qua. Và đây được cho là cuộc xung đột lớn nhất mà người Israel phải gánh chịu kể từ cuộc chiến tranh Ả Rập vào năm 1973. Và số người thương vong vì giao tranh vẫn ngày càng gia tăng. Israel thì cho biết đến nay đã có hơn 1.000 công dân của họ và công dân từ các quốc gia khác là đã thiệt mạng, trong đó có 14 người Mỹ và có 2.700 người cũng đã bị thương ở Israel. Ngoài ra, Israel cho biết thì họ cũng đã tìm được thi thể của 1.500 chiến binh Hamas trên lãnh thổ nước này. Điều này cho thấy là quy mô của cuộc tấn công từ hôm 7 tháng 10 mà nhóm Hamas thực hiện vào Israel lớn như thế nào. Trong khi đó, thì chính quyền Palestine cũng thông báo là đến nay cũng đã có ít nhất là 830 người Palestine đã thiệt mạng và 4.250 người bị thương ở dải Gaza. Và kính thưa quý vị, trong cuộc chiến lần này, Israel cần rất nhiều sự giúp đỡ của các đồng minh, và một trong những cái đồng minh có sự ủng hộ mạnh mẽ nhất là Hoa Kỳ. Ngày hôm qua thì Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố, mặc dù cho đến nay Hoa Kỳ không có ý định sẽ triển khai quân đến Israel, tuy nhiên chính quyền Washington đã xác nhận là họ vẫn sẵn sàng hỗ trợ từ xa. Mà thông tin mới nhất theo Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, sau khi Bộ Quốc phòng đã điều một tàu sân bay đầu tiên đến Israel, đó là tàu sân bay Jerah Fotho. Đây là một tàu sân bay năng lượng mới nhất và cũng là tàu sân bay tiên tiến nhất. Thì sáng ngày hôm qua, 10 tháng 10, Bộ Quốc phòng Mỹ lại điều thêm một tàu sân bay thứ nhì, có tên gọi là DY Eisenhower, là một trong những tàu sân bay có kích thước lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ. Việc Hoa Kỳ điều động cả hai tàu sân bay có mặt tại Israel là một động thái vô cùng hiếm có. Và điều này một lần nữa chứng minh những cái cam kết của Washington đối với Israel trong cuộc chiến lần này. Ngoài việc hỗ trợ tàu sân bay, thì phía Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố sẽ hỗ trợ trang thiết bị và nguồn lực bổ sung. Và vào ngày 10 tháng 10 ngày hôm qua, thì lô đạn dược đầu tiên cũng đã tới Israel để thể hiện những cái cam kết của chính phủ Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, một trong những cái vị tướng uy tín nhất của Hoa Kỳ, đó là ông Charles Brown, cũng đã lên tiếng cảnh báo chính quyền Ba Tư, có nghĩa là Iran, không nên giúp đỡ lực lượng Hamas trong trận chiến lần này. Và đây cũng là lần đầu tiên mà
tướng Charles Brown đã phát biểu công khai trong vai trò là một vị chủ tịch của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Ông chỉ mới vừa được Quốc hội Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua việc đảm nhận vị trí nói trên vào tháng 9 vừa qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, do bất ngờ phải hỗ trợ tới hai cuộc chiến, tức là ngoài cuộc chiến ở Ukraine, nay thì cả cuộc chiến ở Israel nữa, nên Bộ Quốc phòng Mỹ hiện nay cũng đang thiếu đạn dược. Do vậy mà cũng đang đề nghị là Hạ viện phải nhanh chóng thông qua các cái khoản ngân sách bổ sung thêm tiền để mà Bộ Quốc phòng tăng cường sản xuất và mua đạn dược. Tuy nhiên, đề nghị này trong bối cảnh mà Hạ viện hiện nay cũng đang được ví như rắn mất đầu, khi mà ông Chủ tịch Hạ viện là đang chỉ có người tạm thay thế. Do vậy mà nhiều khả năng những cái đề nghị cần tăng thêm ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ là chưa được phê duyệt. Còn thưa quý vị và các bạn, khi lực lượng Hamas mà tấn công vào Israel thì họ bắt giữ người dân làm con tin, ngoài đưa về giải Gaza để chặn Israel tấn công, khi mà tuyên bố nếu mà quân đội Israel thực hiện bất cứ cuộc tấn công nào vào giải Gaza mà không báo trước thì họ sẽ giết chết một con tin. Ngoài ra thì trước đây người ta cũng cho rằng là Hamas bắt con tin để trao đổi tù binh, khi mà hiện nay cũng đang có hơn 5.000 người Palestine đang bị giam giữ ở Israel. Nhưng mà thông tin mới nhất cũng cho thấy là Hamas còn có kế hoạch là sử dụng các cái con tin người Israel bị bắt giữ hiện nay để đàm phán đòi trả tự do cho những tù nhân Palestine mà đang bị giam giữ ở nước Mỹ. Bên cạnh đó thì phong trào này cũng đang đặt cái mục tiêu là để đòi trả tự do cho rất nhiều những người Ả Rập khác mà đang bị phía Israel giam giữ. Ngoài vấn đề con tin thì người phát ngôn của nhóm Hamas cũng đồng thời nói rằng là các tay súng đã sẵn sàng cho một kịch bản mà có thể là cái cuộc chiến với Israel kéo dài trong nhiều tuần và nhiều tháng tới. Người phát ngôn cũng cho biết là kể từ khi tình hình ở giải Gaza leo thang căng thẳng kể từ năm 2014, thì Hamas đã tập trung vào huấn luyện các tay súng và sản xuất đạn dược và tên lửa. Và một trong những cái nguyên nhân mà khiến lực lượng Hamas bất ngờ mở cuộc tấn công vào Israel vào hôm 7 tháng 10 là do hành động của chính phủ Israel đối với nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở trung tâm Jerusalem, cũng như việc mà gia tăng đàn áp đối với các tù nhân người Palestine mà hiện nay đang bị Israel giam giữ. Và thông tin từ nhật báo Washington Examiner cho biết là một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, đó là ông John Kirby, vừa lên tiếng xác nhận là Hoa Kỳ có thể sẽ triển khai một kế hoạch để giải cứu con tin. Và nếu điều này là thật thì đây sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp và cũng cực kỳ nguy hiểm. Theo Tổng thống Joe Biden, ngoài 14 người Mỹ đã tử vong trong những ngày vừa qua thì còn có 20 người khác được cho là mất tích và khoảng 11 người cũng đang được xác nhận là bị bắt làm con tin. Và đó là những người mà Hoa Kỳ đang muốn giải cứu. Tuy nhiên, câu hỏi khó được đặt ra. Hiện nay thì lực lượng Hamas xác nhận là họ đang bắt giữ từ 100 cho đến 150 người, bao gồm cả người Israel, những tướng lãnh quan trọng của Israel cũng như công dân nước ngoài. Và nếu Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ giải cứu con tin, như vậy thì họ sẽ giải cứu con tin nào? Hoa Kỳ hay là tất cả các quốc gia? Và nếu việc giải cứu con tin được thực hiện cùng với các quốc gia khác, thì liệu rằng những quốc gia khác có đồng ý hợp tác với Hoa Kỳ trong một cái chiến dịch vô cùng nguy hiểm như thế này hay không? Đó là những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc chiến tại Israel và Palestine. Và cũng liên quan đến cuộc chiến này, ngày hôm nay tại Moscow, Tổng thống Nga là ông Putin đã lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ là bởi vì những cái chính sách của Hoa Kỳ đã làm bùng lên cuộc xung đột lần này. Theo nhận xét của Tổng thống Nga thì những cái xung đột vừa diễn ra giữa Israel và Palestine đã cho thấy chính sách của Mỹ tại khu vực Trung Đông và đặc biệt là tại khu vực Địa Trung Hải đã hoàn toàn thất bại. Và ông Putin cũng đã cảnh báo là những cái xung đột đang có nguy cơ lây lan ra ngoài khu vực, có nghĩa là ngoài biên giới của Israel, là bởi vì có quá nhiều nước đã có những nạn nhân tử vong và những người Palestine đang định cư tại nước ngoài hiện nay cũng đang bắt đầu những cái hành động gọi là ủng hộ lực lượng Hamas, chẳng hạn như tại Úc trong những ngày vừa qua.
chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh những người dân Palestine đã xuống đường để mà bày tỏ sự ủng hộ của họ. Và hình ảnh này cũng đang đồng loạt xảy ra tại rất nhiều các quốc gia khác, nổ ra một cái tình trạng chia rẽ sâu sắc tại những quốc gia không hề có chiến tranh. Nhưng cái cuộc chiến âm ỉ giữa người dân Israel và người dân Palestine trong 50 năm vừa qua, nhân cơ hội này đã bùng phát trở lại. Và đó là nguy cơ lớn nhất, và cũng chính vì vậy mà các quốc gia tỏ ra quan ngại đối với cuộc chiến của Israel hơn là cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine. Và đây cũng là một lợi thế của Liên bang Nga, khi mà Nga đã có thể nói là người chiến thắng, vì họ đã chuyển được sự chú ý của thế giới sang cuộc chiến tại Israel, và họ có thể hoàn toàn tự do hoạt động tại chiến trường Ukraine trong vài ngày sắp tới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tạm rời xa cuộc chiến ở Israel thì liên quan đến Việt Nam, Ngoại trưởng Nhật Bản là bà Yoko Kamikawa thì ngày hôm qua cũng đã tới thăm và gặp gỡ các quan chức Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du 4 nước ở Đông Nam Á nhằm gia tăng cái mối quan hệ của Nhật Bản với các quốc gia này. Tại Việt Nam thì Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã tiếp bà Kamikawa và đánh giá cao những cái đóng góp tích cực của bà vào quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản trong những năm qua trên nhiều cương vị khác nhau. Đồng thời cũng cho biết phía Nhật Bản là đối tác kinh doanh hàng đầu của Việt Nam trên rất nhiều lĩnh vực như là viện trợ không hoàn lại ODA hay đầu tư thương mại, lao động và cả du lịch. Và trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính thì ông Chính cũng đề nghị Nhật Bản là tiếp tục tạo thuận lợi cho hơn 500.000 công dân Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Còn trước đó thì Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam là ông Bùi Thanh Sơn cũng đã tiếp Ngoại trưởng Nhật Bản và cũng đề nghị Nhật Bản là đơn giản hóa các cái thủ tục trong việc mà cấp thị thực cho công dân Việt Nam khi mà ngày càng nhiều người Việt Nam muốn đến Nhật Bản sinh sống và học tập hay như làm việc. Chuyến thăm của bà Kamikawa là diễn ra trong bối cảnh mà Việt Nam và Nhật Bản cũng đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Và ngoài Việt Nam thì Ngoại trưởng Nhật Bản còn tới thăm Brunei, Lào và Thái Lan. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì nhật báo Nikkei của Nhật Bản cũng đã đưa một cái thông tin liên quan đến Việt Nam, khi mà tờ báo này cho rằng Việt Nam có thể đón một cái đợt FDI lớn thứ tư đến quốc gia này. Theo nhận xét của tờ Nikkei thì trong thời gian vừa qua, Việt Nam là quốc gia đã nhận được rất nhiều những cái nguồn vốn tài trợ từ nước ngoài. Lần đầu tiên đã xảy ra vào những năm 1997, ngay sau khi công ty Honda Motor bắt đầu sản xuất xe hai bánh tại Việt Nam. Và lần thứ nhì, cái đợt đầu tư vốn FDI vào Việt Nam đã xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2000 cho đến năm 2008. Đó là thời điểm mà ngân hàng Lehman Brothers ở Hoa Kỳ bị sụp đổ, và đó cũng là thời điểm mà công ty Samsung Electronics đã mở một cái cơ sở sản xuất đầu tiên tại Bắc Ninh vào năm 2009, trong khi đợt đầu tư vốn quy mô lần thứ ba đã xảy ra tại Việt Nam là sau năm 2010, khi mà tập đoàn bán lẻ của Nhật Bản Aeon đã khai trương siêu thị đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2014. Và trải qua những cái thời đỉnh điểm của nguồn đầu tư FDI thì Việt Nam cũng đã chậm lại trong cái nguồn vốn này. Tuy nhiên, sau chuyến viếng thăm của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam vào tháng 9, và đặc biệt là sau khi ông Joe Biden tuyên bố nâng tầm quan hệ với Việt Nam lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện, thì các chuyên gia nghĩ rằng đây cũng là thời điểm mà Việt Nam sẽ nhận được rất nhiều những cái chương trình FDI từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới, mà đầu tiên sẽ là tại Hoa Kỳ. Cho đến thời điểm này thì Hoa Kỳ chỉ đứng hàng thứ 11 về việc đầu tư vốn FDI vào Việt Nam, nhưng vị trí này sẽ sớm thay đổi, trong khi hiện nay Hàn Quốc đang dẫn đầu khi mà họ đã đầu tư hơn 80 tỷ vào Việt Nam, đứng hàng thứ nhì là Singapore với hơn 70 tỷ, và Nhật Bản giữ vị trí thứ ba với hơn 68 tỷ, và đây là những con số rất là hấp dẫn đối với thị trường Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó thì đang có một loạt mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ có nguy cơ bị chính quyền Mỹ áp thuế chống bán phá giá vì đã nhập nguyên liệu từ Trung Quốc. Các mặt hàng bị cảnh báo này bao gồm là gỗ dán từ nguyên liệu gỗ cứng, mặt hàng tủ bếp và tủ nhà tắm hay là ghế sofa có khung gỗ,
thép carbon chống ăn mòn, các loại thép ứng lực, pin năng lượng mặt trời. Mà đáng lo ngại nhất là mặt hàng gỗ rán, vì dữ liệu cho thấy là kim ngạch xuất khẩu gỗ rán từ Việt Nam sang Mỹ đã tăng rất nhanh, từ con số chỉ trên 33 triệu Mỹ Kim vào năm 2016, đã tăng lên tới là trên 322 triệu Mỹ Kim vào năm 2019, tức là chỉ trong vòng 3 năm mà tăng tới 10 lần. Và còn tăng hơn nữa khi mà chỉ trong 12 tháng, tức là kể từ tháng 7 năm ngoái 2022 đến tháng 6 năm nay 2023, thì xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam vào Mỹ đã đạt tới con số là 378 triệu Mỹ Kim, tức là một năm mà có cái thu nhập còn hơn cả 3 năm trước, chiếm tới gần 27% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm này của nước Mỹ. Và để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu mạnh sang Mỹ như vậy thì các công ty Việt Nam buộc phải nhập khẩu nguyên vật liệu từ Trung Quốc. Mà trong khi đó thì Mỹ đã áp dụng cái thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc là kể từ tháng 11 năm 2017. Do vậy mà từ tháng 7 năm 2019 thì Mỹ đã cảnh báo các mặt hàng này của Việt Nam và bắt đầu điều tra trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế đối với một số công ty Mỹ mà nhập cái mặt hàng gỗ rán từ Việt Nam. Và trong kết luận điều tra cuối cùng ban hành vào tháng 7 vừa rồi thì Mỹ cho rằng sản phẩm gỗ rán của Việt Nam là có lõi nhập khẩu từ Trung Quốc, do vậy mà cũng sẽ phải chịu những cái thuế tương tự đối với sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong khi đó thì ngày hôm nay, tờ báo Người Lao Động tại Việt Nam đã trích dẫn lời của bà Lê Thị Thu Hiền, là Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch. Theo đó, bà Hiền cho biết là Ấn Vàng Hoàng đế Chi Bảo sẽ về đến Việt Nam vào cuối tháng 10. Và đây là thông tin mà các sử gia ở Việt Nam rất là quan tâm, bởi vì sau hơn một năm Việt Nam tuyên bố đấu giá thành công Ấn Vàng Chi Bảo thì mọi người đang chờ đợi thời gian nào thì cái Ấn Vàng Chi Bảo này sẽ có mặt tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì thông tin cũng đã một khá là rõ ràng. Ấn Vàng Chi Bảo là một cái hiện vật nguyên gốc được xác định là đã được đúc vào năm Minh Mạng thứ tư, có nghĩa là vào năm 1823. Và cái ấn vàng này được đúc bằng vàng thật, có cân nặng lên đến hơn 10 kg, và với cái giá vàng nó gia tăng không ngừng sau khi xảy ra cuộc chiến tại Israel thì cái giá trị hơn 10 kg vàng ròng này chắc chắn là một con số rất là lớn. Và vì vậy cái quá trình mà đưa cái ấn vàng Chi Bảo này trở về Việt Nam chắc chắn là phải cần phải mua bảo hiểm và cần phải có một cái lộ trình khá là bí mật để có thể tránh những cái bất trắc có thể xảy ra, phải không? Vâng, vâng. Và ngoài những cái vấn đề đảm bảo an ninh cho cái ấn vàng mà trị giá rất là lớn như chị Kim Hoàng nói thì chính quyền Việt Nam còn phải lo rất nhiều những cái giấy tờ để có thể đưa được cái cổ vật này ra khỏi nước Pháp và thậm chí là đưa được ra khỏi châu Âu. Tất nhiên những cái thủ tục này theo như là Bộ Văn hóa Du lịch và Thể thao Việt Nam cho biết thì cũng đang sắp hoàn thành. Do vậy mà cái ấn Hoàng đế Chi Bảo sẽ sớm trở về Việt Nam, dự kiến là vào cuối tháng này. Trong khi đó thì liên quan tới kinh tế Trung Quốc thì thưa quý vị và các bạn, kinh tế Trung Quốc đã gặp rất nhiều những cái thất thiệt. Thì những thiên tai như là bão lũ, lở đất, mưa đá trong 9 tháng đầu năm nay cũng đã khiến kinh tế Trung Quốc bị thiệt hại tới gần 59 tỷ Mỹ Kim. Và đây được cho là mức độ thiệt hại chưa từng có do thiên tai gây ra ở quốc gia có 1 tỷ 400 triệu dân này. Và ngoài thiệt hại về của thì thiên tai ở Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm nay cũng đã cướp đi sinh mạng của gần 500 người và khiến cho hơn 2 triệu 750 người phải đi sơ tán do mất nhà cửa và hơn 89 triệu người cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt là 4 trận bão trong thời gian gần đây đã gây ra thiệt hại nặng nề, trong đó có những cơn bão liên tiếp gây ra lũ quét và hàng trăm vụ sạt lở đất ở các khu vực miền Nam Trung Quốc. Và các vụ mùa lúa, đậu nành và ngô của Trung Quốc cũng đang bị ảnh hưởng rất lớn khi mà có tới gần 10 triệu hecta cây trồng bị mưa lũ tàn phá, gây lo ngại về lạm phát và đặc biệt là càng gây khó khăn trong bối cảnh mà chính phủ Trung Quốc cũng đang phải vật lộn để phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 hiện nay. Và kính thưa quý vị khán giả, với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoàng và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo thế giới tối nay của chúng tôi. Một lần nữa, rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại trong những chương trình điểm báo vào ngày mai thứ năm. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.